Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm mới đến từ xứ sở Kim chi, đó chính là dòng sản phẩm bột ngũ cốc Walnut Almondy đến từ Hàn Quốc. À, thưa các bạn nếu như các bạn đang tìm kiếm một giải pháp để giảm cân hay bạn đang gặp phải căn bệnh tiểu đường nhưng bạn vẫn muốn sử dụng ngũ cốc hoặc bạn đang uh, muốn có một bữa ăn nhẹ nhanh chóng cũng như là tiện lợi vậy thì hãy sử dụng dòng sản phẩm bột ngũ cốc Amenity đến từ Hàn Quốc này như chúng ta đều biết thì các loại hạt vô cùng giàu chất sơ và mang đến những lợi ích vô cùng tuyệt vời với sức khỏe đúng không ạ? Và chính vì những uh, uh, công dụng này của nó mà các loại hạt thì đã được tận dụng để sử dụng làm bột ngũ cốc và có thể nói rằng là bột ngũ cốc là một trong những dòng thực phẩm có thể sử dụng cho cả gia đình từ người già cho đến là trẻ nhỏ. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nói qua về công dụng của hạt óc chó trong sản phẩm này. Ờ, nếu như hạt óc chó không được chế biến thành bột thì chúng ta vẫn vốn biết đến công dụng của nó là vô cùng tốt cho sức khỏe nhất là sức khỏe tim mạch rồi đúng không ạ và nhất là đối với những phụ nữ mà đang trong quá trình mang thai khi mà sử dụng dòng sản phẩm óc chó này thì nó còn được biết đến có tác dụng đó chính là tốt với sự phát triển trí não của trẻ sơ sinh cũng như là bào thai trong bụng mẹ và bên cạnh đó thì hạt óc chó còn được biết đến là một trong những uh, loại hạt có công dụng là bồi bổ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể cũng như là là tránh tình trạng mất ngủ. Thứ hai, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của hạt hạnh nhân ở trong bột ngũ cốc này. Hạt hạnh nhân thì vốn đã được biết đến là một trong những loại hạt có công dụng vô cùng tuyệt vời trong việc là tăng cường sức khỏe sức khỏe hệ miễn dịch cho người dùng. À và đặc biệt, hạt hạnh nhân còn có tác dụng là kích thích sự tiêu hóa ở dạ dày. À, đối với những người mà đang gặp tình trạng mà chúng ta ăn không ngon à, hay là chúng ta cơ thể của chúng ta thường xuyên gầy gò ốm yếu thì khi sử dụng dòng sản phẩm này các dưỡng chất có trong hạt hạnh nhân sẽ giúp cho hệ uh, tiêu hóa của chúng ta Ừ, cụ thể đó là giúp cho thành dạ dày của chúng ta được hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn từ đó thì sẽ cải thiện tình trạng cân nặng và sức khỏe của chúng ta à, đồng thời là cũng khiến cho sức đề kháng hệ miễn dịch của chúng ta được khỏe mạnh hơn và ngăn chặn tình trạng là chúng ta mắc phải một số căn bệnh ốm vặt Và tiếp theo đó chính là thành phần bí ngô hay là bí đỏ có trong uh, dòng sản phẩm bột ngũ cốc Garnet amenity bên cạnh Kiều Anh đây Như chúng ta đều biết thì bí đỏ được xem là một trong những loại hạt mà có công dụng vô cùng tuyệt vời dành cho những người gầy đúng không? Và bí đỏ thì cũng được xem như là một trong những cái phương thuốc giúp cho chúng ta tăng cân vô cùng hiệu quả và hiểu được những cái tác dụng này thì trong dòng sản phẩm bột ngũ cốc như bên cạnh kiểu anh đây thì có cả hạt bí đỏ tuy nhiên thì các bạn không cần phải quá lo lắng nhé bởi vì dòng sản phẩm này nó duy trì cân nặng ổn định cho chúng ta đồng thời là cung cấp các dưỡng chất cần thiết chứ không phải là tình trạng gây cho chúng ta bị béo phì đâu ạ và cuối cùng đó chính là hạt đậu nành có trong dòng sản phẩm bột ngũ cốc của chúng ta ờ, như chúng ta đều biết rằng là hạt đậu nành là một trong những loại hạt có chất dinh dưỡng vô cùng cao đồng thời là hạt đậu nành thì còn có khả năng là ngăn ngừa ung thư đối với những người sử dụng chúng cũng như là có những tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe và từ những công dụng của các loại hạt mà kiều oanh kể trên thì đều có trong dòng sản phẩm bột ngũ cốc bên cạnh kiều oanh đây và với dòng sản phẩm này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi nếu như bạn làm công việc văn phòng hay bạn là học sinh sinh viên chúng ta bận rộn không có thời gian thì mỗi ngày chúng ta chỉ cần ở khi mà sáng sớm dậy chúng ta sử dụng một gói bột ngũ cốc như bên cạnh kiểu oanh đây và chúng ta pha với nước ấm sử dụng nó sẽ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho của chúng cho chúng ta ở sau một ngày dài làm việc và cái bột ngũ cốc này thì rất thích hợp đối với những người mà chúng ta bận rộn và không có thời gian để nấu các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đặc biệt đối với những chị em phụ nữ đang trong quá trình giảm cân thì đây cũng sẽ là một trong những sản phẩm tuyệt vời để chúng ta thực hiện quá trình giảm cân của mình bởi vì nó kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đồng thời là không gây ra cảm giác đói và khiến cho chúng ta là có quá trình giảm cân hiệu quả hơn và đối với những bệnh nhân mà chúng ta đang trong quá trình điều trị tiểu đường thì đây cũng sẽ là một trong những dòng sản phẩm tuyệt vời để chúng ta kết hợp trong chế độ ăn uống của mình. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm bột ngũ cốc One Nut Amenity đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.